Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, một ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của kênh Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay em xin được giới thiệu những mặt hàng lan rừng mà cơ sở bên em mới cập nhật và báo giá những mặt hàng lan rừng mà cơ sở bên em hiện giờ đang có. Đầu tiên em xin giới thiệu cho các bạn luôn là hôm nay bên em cập nhật về là hoàng thảo lông trắng nhé. Lông trắng thì là một trong những mặt hàng lan mà bên em bán rất chạy từ những phiên khoảng tầm 3 tuần nay rồi ạ. Đây là cái lông trắng của phiên ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018 nhé các bạn. Hoàng thảo lông trắng 550.000 một kg đấy ạ. Hiện giờ thì bên em đây là toàn là những cái hàng đẹp đây, là 550.000 nhá. Hiện giờ thì chưa có hàng thanh lý, nên là các bạn nào mà hàng thanh lý thì có lẽ là cần phải khoảng 4 phiên sau nữa bên em mới có hàng thanh lý cho các bạn nhé. Bây giờ là 550.000 một kg đấy ạ, toàn hàng đẹp hết luôn ạ. Tiếp theo, ở đây em có một cái bó, đây là bó long nhãn ạ. Bó long nhãn này là long nhãn hàng Bắc Rừng Cao Bằng, nhưng mà nó cũng được khoảng tầm 1 cân này thôi, nên là em cũng không bán theo kg nữa, bán luôn cái bó này là 100.000 nhá. Tiếp theo ạ, bên đây là mặt hàng lan kiều vàng. Vâng, kiều vàng thì bên em hiện giờ sẽ bán ở đây là 160.000 đồng 1 kg ạ. Hiện giờ mới lấy về nên là các bạn cũng chưa kịp bỏ cái bó ra. Đây em sẽ cầm lên cho các bạn xem nhé. Nó dài vào khoảng tầm 50cm nhỉ, hoặc là hơn. Dài ngắn khác nhau luôn ạ. Kiều vàng này thì là một trong những cái dòng lan rất là dễ sống thôi. Các bạn lấy về có thể ghép lên giá thể là một cái gốc nhãn, hoặc có thể là trồng vào chậu luôn cũng rất là đẹp ạ. Bên cạnh đây là mặt hàng lan long tu xanh hoa tím ạ. Đây là long tu xanh hoa tím nhé các bạn. Long tu xanh hoa tím thì bên em cũng bán cũng khá là nhiều phiên rồi. Thì mặt hàng này thì giá cũng không đổi. Long tu xanh hoa tím là 300.000 đồng cho 1kg nhé. Hiện giờ khi mà gửi hàng đi thì cũng có một số bạn phản ánh là cái long tu xanh hoa tím này có bị thân ở đây. Có nghĩa là bảo là thân nó bị hỏng ấy. Nhưng mà thực ra đấy là những cái thân già. Nếu mà bị hỏng ít thôi, các bác có thể là lấy kìm hoặc là kéo, các bác cắt cái đoạn thân bị thối hỏng đấy đi. Sau đó thì bôi một chút cái vôi đã tôi rồi đấy, hay là dùng cái sơn móng tay ấy, các bác bôi vào. Sau đó thì vẫn có thể treo khô lên và có thể là gắn lên giá thể bình thường nhé, không ảnh hưởng ạ. Bên cạnh đây thì em còn có thấy là còn có một phần khá là nhiều cái hạc vĩ đây ạ. Hạc vĩ Bắc đây nha các bác. Không phải là hạc vĩ Thiên Cung đâu, bởi vì hạc vĩ Bắc thì là cái hàng này thì nó dễ thuần hơn rất là nhiều. Và hạc vĩ Bắc thì bên em hiện giờ phiên ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018 đấy ạ, sẽ bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1kg ạ. Trên đây là mặt hàng Sơn Thủy Tiên nhé. Sơn Thủy Tiên thì bây giờ bên em còn cái hàng này là hàng đẹp ạ. Đây là Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên hiện giờ bên em cũng bán là 250.000 đồng 1kg ạ. Đây là mặt hàng đẹp nhé các bạn. Có những cái, đây là cái vòi hoa của năm cũ đây. Hiện giờ thì có những cái mầm ở đây, là đây có mầm, đây là cái nó đã ra cái mắt nụ chuẩn bị ra hoa mới đấy. Có lẽ là khoảng tầm sau Tết thì các bạn sẽ thấy được cái hoa ở nó. Tiếp đến là mặt hàng Sơn Thủy Tiên Thanh Lý. Sơn Thủy Tiên Thanh Lý ạ. Sơn Thủy Tiên Thanh Lý là 180.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Cái hàng thanh lý này thì hiện giờ nó không phải là nó nhỏ quá đâu, mà là hiện giờ nó cũng cái thân có một số là cái thân già này, và thứ hai nữa là cái rề của nó không được liền rề quá đấy, thì em cho vào hàng thanh lý. Bạn nào lấy về để mà làm hàng giống thì rất là tốt nhá, bởi vì những cái thân già nó to nhảy ấy, lên thì đảm bảo cái mầm sau lên thì sẽ rất là to và khỏe luôn. Bên cạnh đây ạ, bên cạnh đây là lan hoàng thảo vôi nhé các bạn. Hoàng thảo vôi hôm nay về số lượng rất là lớn luôn, vẫn là 300.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên này là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng về cũng số lượng lớn luôn nhé các bạn. Đợt hàng này về thì em rất là ưng luôn. Cái nhất điểm hoàng này thì cây nào ra cây đấy luôn, rất to đều đẹp luôn ạ. Mà giá cũng rất là rẻ nữa, 120.000 đồng cho 1kg luôn. Các bạn mua những cái nhất điểm hoàng, cái cây to này về ghép thì cái mầm non năm sau nó lên đều khỏe, và tránh cái trường hợp là nó cái mầm yếu ấy, nó lên năm sau lên dễ chết. Còn cái cây to khỏe này ấy, thì đảm bảo hơn. Bên cạnh đây là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Đây, đuôi chuột hôm nay về rất là đẹp.
cả rễ luôn nhé các bạn nhé. Đây này, thân như này, rễ như này. 150.000 đồng trên 1 kg nhé. Riêng cái mặt hàng này em rất là thích luôn, cái lan đuôi chuột này. Đây này, trồng là em trồng lên nhảy để chơi luôn cả rễ cả cây nhảy. Ra hoa chơi luôn hoa, em thường là như vậy luôn. Em rất thích cái rễ của nó, nhìn nó rất là cổ. Nhìn rất là cổ đúng không? Như cái rễ cây si luôn này. Tiếp đến trên này là bên em có cái mặt hàng chồn nhá. Đây là chồn nhỏ. Mặt hàng chồn nhỏ này thì hiện giờ bên em bán là 160.000 cho 1 kg nhá. Nhưng mà hiện giờ chỗ này cũng có khách đặt cũng gần hết luôn rồi. Chồn to vẫn là 250.000 1 kg. Đẹ cây đợt này về thì cũng lá xếp V và cái cũng rất là to luôn. Chỗ này cũng chắc là cũng có khách đặt hết luôn rồi, nhưng mà em cũng quay qua để cho các bạn tham khảo thôi. Rồi. Tiếp đến là trúc mành ạ. Trúc mành bên em bán là 250.000 đồng 1 kg nhé. Nhưng mà hôm nay cái bó trúc mành này thì còn có mỗi một bó thôi. Chắc cỡ khoảng tầm 3 lạng. Em thanh lý luôn nhé. Là 80.000 đồng cho bó này luôn, một phần cái trúc mành này luôn nhé. Tiếp đến là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc, một loại lan cũng rất là dễ thuần. Và thứ hai nữa là hoa nó đẹp như là hoa trúc mành luôn. Trúc mành rất là khó thuần luôn. Nhưng mà hoàng thảo tam bảo sắc thì tròn thuần dễ hơn ạ. Hoa thì đẹp tương đương nhau luôn nhé các bạn. 250.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Vâng, hôm nay tiếp đến là cái mặt hàng mới cập nhật. Nữa là hoàng thảo, cái này là môi tua nhá. Lan môi tua hôm nay về thì quá ưng, mướt. Mướt như là rau vừa mới lấy ở ngoài chợ về luôn ạ. Thân lại to dài nữa luôn đấy ạ. Môi tua 120.000 đồng cho 1 kg các bạn nhé. Đây ạ, hoàng thảo môi tua nhé. Tiếp theo bên cạnh môi tua ở đây là mặt hàng lan hoàng lạp. Cái hoàng lạp thì bên em còn cái số lượng cũng không nhiều đâu ạ. Hoàng lạp 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây, hoa thì cũng tương đương gần giống như hoa của Sơn Thủy Tiên, khác mỗi họng thôi. Và cách trồng và chăm sóc thì cũng như y hệt nhau luôn các bạn ạ. 150.000 đồng cho 1 kg hoàng lạp nhé. Vâng. Tiếp theo, trên đây là cái mặt hoàng trầm vàng các bạn ạ. Đây, trầm vàng đợt này về thì không có gì để chê luôn. Dề nào ra dề đấy luôn, chủ yếu là hàng dề nhá. Khi mà các bạn lấy khoảng tầm 1 kg trở lên thì có những cái dề to này thì em sẽ chuyển cho các bạn. Còn bạn nào mà lấy khoảng tầm 5 lạng ấy, thì cái dề em sẽ lấy sau sẽ là nhỏ hơn. Và thứ hai là có cả những cái dề rời. Các bạn đừng thắc mắc là tại sao, bởi vì là một cái dề trầm vàng này ấy, nó rất là nặng cân. Có bác lấy 5 lạng mà bảo là sao tôi thấy ở trên ông quay là cái dề nó to thế mà sao 5 lạng của tôi thì có một tí. Thì đó là cân nó nặng thì em không thể lấy cái dề to cho các bác được. Dạ, đây là trầm vàng nhé các bạn. 450.000 đồng cho 1 kg trầm vàng ạ. Tiếp theo đến đây là mặt hàng lan chuỗi ngọc ạ. Chuỗi ngọc hôm nay vẫn với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg luôn. Chuỗi ngọc bên em hôm nay thì cũng rất là đẹp luôn. Đây ạ. Thân dài và có cả thân ngắn nhé. Vàng óng mượt luôn đấy ạ. Hôm nay thì không có nắng nên là nó nhìn ảnh, nhìn cái hình ảnh nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà đảm bảo nhìn mắt thật khác hẳn luôn. Rất vàng óng luôn nha các bạn. Có cả thân dài và thân ngắn. Bác nào khi nào mà đặt lan chuỗi ngọc ấy, thì nếu mà muốn lấy những cái thân dài thì báo cho em, mà thân ngắn cũng báo luôn. Bởi vì nếu mà không báo thì em có gửi cả thân dài và thân ngắn cho các bạn. Nên là nhiều khi nhận được rồi thì các bạn là sao không chọn thân dài cho tôi hay là không chọn thân ngắn cho tôi. Cái này là do các bạn khi đặt hàng các bạn nhớ nhắc bên em nhé. Tiếp theo đến mặt hàng là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân thì hôm nay về được cũng không nhiều ạ. Chỗ này thì nó rất là, kim điệp xuân thực ra rất là nhẹ luôn nhé các bạn. Chỗ này tính ra có thưởng tầm 4 cân thôi. 120.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân ạ. Tiếp đến ở đây là đến mặt hàng lan phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng hôm nay thì có cả thân dài và thân ngắn luôn nhé. Đây, phi điệp vàng 150.000 đồng cho 1 kg phi điệp vàng ạ. Cái phi điệp vàng này thì em cũng bán như thế này nhá. Có khi nãy cũng có một bác thắc mắc em là tôi đặt phi điệp vàng sao ông cho tôi toàn cái cây ngắn. Mà thực ra thì cái đơn đấy thì là có bác đấy cũng đặt có thêm là có thêm là chuỗi ngọc và kim điệp xuân thì hai lan đấy cũng lan ngắn rồi.
Thì phi điệp vàng đặt có 5 lạng thôi. Thì nếu mà em lấy cây dài cho ấy, cái này chiều lòng khách hàng rất là khó. Em lấy cây dài do thì nó lại chỉ được khoảng tầm 2-3 thân thôi. Thì có khi khách đặt bảo là thế sao được ít thế. Và thứ hai nữa là em lấy cái cây ngắn cho thì lại bảo là cây nhỏ quá. Thực ra em đóng cây ngắn cho để nó hợp với cái kích thước thùng hàng của mình, có nghĩa là chuỗi ngọc. Với lại kim điệp xuân nó ngắn thôi thì mình giảm được cái tiền ship rất là đáng kể luôn. Thế nên là cái với phi điệp vàng đấy, bạn nào mà muốn lấy cái thân dài thì cũng nhắn cho em luôn. Còn nếu khi mà đóng hàng đi em sẽ xem phù hợp với những cái loại lan mà các bác lấy ấy, thì em sẽ đóng cái thùng hàng tùy ngắn dài khác nhau. Nếu mà các bác mà không có dặn em là lấy ngắn hay lấy dài thế nhá. Đây phi điệp vàng thì cũng có cả ngắn cả dài luôn. Dài thì cũng phải là hơn mét, ngắn thì cũng phải tầm 3-40 phân trở lên. Đây 150.000 đồng cho 1 kg phi điệp vàng nhé. Trên đây là cái mặt hàng lan ý ngọc ạ. Ý ngọc thì cũng đang cái mùa xuống lá rồi, còn một cái số lá vàng thôi. Những cái lá này gửi đi thì em sẽ ngắt bỏ ý ngọc để đảm bảo đến tay các bạn là khô đều đẹp luôn nhé. 200.000 đồng cho 1 kg lan ý ngọc này ạ. Bên cạnh lan ý ngọc ở đây là mặt hàng lan u lồi nhé các bạn. Đây là lan u lồi đẹp, một trong những cái mặt hàng lan mà rất là chạy trong những cái thời gian qua vừa rồi đây. Bên em luôn không có lượng lan để cung cấp đủ cho các bạn luôn. U lồi, bên em hôm nay u lồi đẹp này là 280.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây ạ. Có cả dài cả ngắn nhé. Và bạn nào lấy cái số lượng nhiều thì là có cả thân dài thân ngắn thì là em gửi đi luôn. Còn nếu mà lấy khoảng tầm 5 lạng thì tùy thuộc cái kích thỡ thùng hàng và những cái loại lan kèm thì em có thể là sẽ lấy thân ngắn hay thân dài cho. Nên là các bạn cũng lưu ý là cũng nhắc em nhở em luôn. Bên đây thì có một số cái mặt hàng u lồi mà bên em có bó thì từng bó đây. Những cái bó này thì có cả cái và thân dài chẳng hạn ấy, thân dài hoặc thân già. Cái này thì về làm giống thôi. Có thể là có những thân thì lại thân hoa nó bị gãy nên là đây gọi là mặt hàng u lồi thanh lý đấy, em gọi như vậy luôn. Có 3 phần nhá. Mỗi một phần sẽ là 100.000 đồng luôn ạ. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn biết là những cái mặt hàng lan hôm nay bên em mới cập nhật cũng như là bảng giá của ngày 14 tháng 12 năm 2018 của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền ạ. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984 754 102 để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.